xin gửi lời chào đến tất cả độc giả của báo Thanh Niên. Chúc tất cả quý vị chuẩn bị bước sang một năm mới thật vui tươi và hạnh phúc. Và đây là cái căn hộ của mình và mình mới chuyển về 2 ngày và xin mời tất cả mọi người cùng tham quan căn hộ của mình. Cảm ơn. Mình xin giới thiệu đây là phòng khách của căn hộ của mình. Phòng khách này thì mình được tư vấn và một thiết kế bởi một cái người em quen biết với mình. Mình làm đơn giản thôi, đây là bộ salon thì để lúc mà là thành viên trong gia đình nhà mình, con mình và mình thì vào ngồi để xem tivi để thư giãn, và mình có gắn một số bức tranh, hầu như là những bức tranh này là những cái kỷ niệm của gia đình mình và cậu con trai và con gái của mình. Sắp Tết thì mình vợ mình có sắm thêm một ít chậu hoa để mình bày cho nó sinh động hơn, và có thể là mấy mình sẽ mua một cành đào trong tại phòng khách này. Thì mình thích hoa đào nhưng mà vợ mình muốn mua một cành mai để ở tại phòng khách này, và mua thêm một số hoa nữa để bày cho phòng khách của mình. Hình của con đâu? Hình đâu? Đâu? Phải. Không phải. Phải. Không phải. Xin giới thiệu đây là cái phòng của cậu con trai mình. Năm nay bé được 5 tuổi. Bé tên là Mạnh Cầm. Bình thường tính cách của bé nhà như nào? Nó nghịch như cướp. Con thích gấu bông không? Con thích gấu bông không? Con thích gấu nam hay gấu nữ? Gấu nam. Con thích gấu nữ không? con trai mình tại vì mỗi lần cứ đi siêu thị thì rồi mua con gấu, phải chắc đi cả năm nay thì chắc là mua rất nhiều gấu. Bất cứ người cha mẹ nào thì đều yêu thương con mình thôi, nhưng có mỗi cách yêu thương của mỗi người khác nhau. Có những người thì người ta tập trung là bắt ép con phải học rồi thế này, nhưng mà mình nghĩ là tùy lúc mà còn nhỏ thì không nên ép học nhiều, mà cho chơi theo một cách tư duy tự nhiên bình thường nhất. Mà điều quan trọng nhất là bất cứ đứa trẻ nào cần những cái tâm hồn, và tâm hồn thì nghĩ là bố mẹ mới là cái người mang lại cho con cái tâm hồn, thì mình muốn là luôn luôn vui vẻ con cái. Đây là cái phòng của mình để mình thỉnh thoảng mình live stream, mình chơi nhạc. Lúc trước mình ở một căn nhà bên kia thì mình không có làm cách âm ấy. Thỉnh thoảng chơi nhạc buổi tối thì hàng xóm người ta nói nhiều. Bây giờ mình về mình phải làm cách âm rất nhiều, và để mình thỉnh thoảng buổi tối. Nhiều lúc buổi đêm mình không ngủ được ấy, mình lại muốn chơi nhạc, mà căn nhà bên kia thì chơi nhạc buổi đêm rất là ồn căn hộ. Thế mình phải ở đây mình phải làm cách âm kỹ hơn để thỉnh thoảng buổi tối mình chơi nhạc, mình viết nhạc. Cũng còn thiếu một số những dụng cụ về âm nhạc đã nhờ mà mình chưa có chuẩn bị. Hồi xưa giờ mình chơi nhạc từ cũng phải đến mấy năm nay, hầu như là mình cũng chưa có một cái chỗ không gian đúng nghĩa. Hồi xưa lúc mà còn đi thuê nhà, một cái căn phòng hồi đó cách đây khoảng 45 năm, hồi đấy thuê khoảng một tháng khoảng 1 triệu, thì là mình cái đàn mình để ngay cạnh cái giường, thì mình chơi nhạc lúc là ngủ dậy để mình chơi rồi mình sáng tác. Lúc đấy thì nó cuộc sống khó khăn, nhưng mà lúc rất nhiều cảm xúc, rất nhiều kỷ niệm. Lúc thời gian đấy mình viết nhạc rất là nhiều. Nói chung là cái chỗ này cũng là một cái chỗ để mình tận hưởng cuộc sống âm nhạc đi của mình. Hầu như nghệ sĩ thì Tết là phải đi làm,
đi làm, nhưng mà cả thứ hai là mình chuyển vào trong gia đình Sài Gòn thì lâu rồi thì sự quây quần trong gia đình thì nó cũng vẫn là thường xuyên, mình đi làm về vẫn là thường xuyên chứ. Nhưng mà hồi xưa thì mỗi lần mình hồi lúc còn vợ gia đình còn ở ngoài Bắc ấy, thì Tết rất quan trọng, vì Tết là mình phải ra Bắc để mình ăn Tết trong gia đình. Vì đấy, nhưng mà năm nay thì ở trong Sài Gòn thì mình mọi khi thì đi diễn, lưu diễn nước ngoài, nhưng mà năm nay thì nhận nhà mới thì thôi, mình muốn được tất cả mọi người cùng vui, mình nghỉ mấy ngày Tết này. Mình muốn gửi đến lời chúc Tết tất cả mọi người, chúc mọi người có một năm mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc và gặp nhiều thành công.